Hôm nay thì mình sẽ phân biệt cho các bạn ba cái loại lãi suất mà khi tham gia đầu tư trái phiếu tại Techcom Security thì các bạn sẽ kiểu gì cũng sẽ phân vân về ba cái loại lãi suất này. Thực ra thì không phải riêng Techcom Security đâu, mà rất nhiều các công ty chứng khoán khác thì các bạn cũng sẽ phải gặp ba cái loại lãi suất này. Bởi vì tất cả các công ty chứng khoán hay ngân hàng đều là đại lý cấp 1 thôi. Họ đều là đại lý mà phân phối cho các cái tổ chức phát hành. Vậy thì chúng ta sẽ đi chi tiết ba cái loại lãi suất tại Techcom Security là gì. Thứ nhất đó chính là lãi suất coupon trái phiếu. Đây là cái lãi suất do tổ chức phát hành chi trả cho nhà đầu tư. Đó, mình ví dụ như Vingroup phát hành trái phiếu ra với lãi suất là 10% một năm thì đó chính là lãi suất mà Vin sẽ trả cho nhà đầu tư đầu tiên hưởng cái lãi suất đó. Thứ hai đó là lãi suất thực nhận của nhà đầu tư. Bản chất của cái lãi suất thực nhận của nhà đầu tư đó chính là cái lãi suất của nhà đầu tư cấp 2 đấy ạ. Mình phải hiểu đây là nhà đầu tư cấp 2 là người mua lại trái phiếu của nhà đầu tư cấp 1 và họ sẽ được nhận một cái mức lãi suất đó gọi là lãi suất thực nhận. Và cái lãi suất này sẽ luôn nhỏ hơn lãi suất coupon của trái phiếu. Bởi vì sao? Bởi vì là nó sẽ phải trừ đi cái gì? Phí giao dịch này, trừ đi thuế thu nhập cá nhân này, trừ đi một phần chênh lãi suất do cái nhà đầu tư cấp 1 họ hưởng. Đó. Thứ ba nữa là gì? Lãi suất tái đầu tư. Đây là cái lãi suất mà nhà đầu tư cấp 2 được hưởng khi mà tái đầu tư cái khoản coupon mà mình nhận về. Đó, thế thì cái lãi suất này nó được tính như thế nào? Thì đối với tùy từng công ty chứng khoán thôi. Ví dụ như Techcom Security thì họ họ sẽ tái đầu tư vào quỹ luôn. Quỹ đầu tư trái phiếu nhận coupon cái bỏ tiền vào quỹ luôn, tái đầu tư. Thì nó sẽ hưởng khoảng độ 6% đến 8% tùy nhà đầu tư muốn tái đầu tư ở đâu. Đó. Thì chính vì như vậy mà nó mới sinh ra được ba cái loại lãi suất này mà nhà đầu tư phải rất thực sự là hiểu rõ để mà thực hiện đầu tư. Bây giờ mình sẽ phân biệt rõ nhé ba cái loại lãi suất này. Thứ nhất là nó khác nhau ở cái mức lãi suất. Như mình vừa nói thì lãi suất coupon là cao nhất, đến lãi suất thực nhận và sau đó là đến lãi suất tái đầu tư, đúng không ạ? Tiếp theo đó chính là tổ chức chi trả. Thế thì cái lãi suất coupon ấy là do cho tổ chức phát hành chi trả. Còn cái lãi suất thực nhận ấy thực ra ấy là vẫn do tổ chức phát hành chi trả thôi. Nhưng mà nó được cấu trúc lại. Đấy, phần chênh lệch, phần phí, phần thuế, phần chênh lệch đó phải trả lại cho nhà đầu tư cấp 1. Đó, thực tế là nhà đầu tư cấp 2 thì vẫn nhận coupon mà, vẫn nhận bình thường nhưng mà phải chi trả một phần kia thì cái số tiền nó nhỏ hơn là như thế. Đối với lãi suất tái đầu tư ấy, thì là tổ chức chi trả đó chính là cái nơi mà nhà đầu tư tái đầu tư cái coupon mình nhận về. Ví dụ như là nhà đầu tư vào quỹ thì do quỹ chi trả đúng không ạ? Nhà đầu tư gửi tiết kiệm, đấy, tái đầu tư nhận về xong gửi tiết kiệm thì do ngân hàng chi trả, đó, vân vân. Thì cái lãi suất tái đầu tư nó sẽ khác với cái lãi suất thực nhận và lãi suất coupon ở chỗ đó. Và cái điểm khác biệt thứ ba đó là cái cách tính lãi. Cách tính lãi của coupon khác với cách tính lãi của lãi suất thực nhận và khác với cách tính lãi của lãi suất tái đầu tư. Thực sự là cái cách tính lãi là rất là phức tạp. Và mình sẽ tính ra một cái file Excel rồi. Và chút nữa thì mình sẽ có một cái video để mà các bạn hình dung dễ hơn. Đấy, để cái cách tính lãi của từng cái. Và mỗi một cái lãi suất thì nó có cách tính lãi riêng. Nhưng mà nó có liên quan đến nhau đấy ạ. Nó có liên quan đến nhau các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh ba cái loại lãi suất đầu tư trái phiếu. Lãi suất coupon trái phiếu thì là cái mức lãi suất mà do tổ chức phát hành chi trả. Đó. Và thông thường thì nó sẽ được tính bằng lãi suất bình quân tiết kiệm của bốn ngân hàng như Vietinbank, BIDV, Công Thương và Techcombank. Loại lãi mà trả lãi sau 12 tháng cộng một cái biên độ cố định. Bạn xem trên các cái thông báo
phát hành trái phiếu thì sẽ nhìn thấy rất rõ đó. Và cái người nhận cái mức lãi suất này sẽ là các nhà đầu tư cấp 1 sẽ nhận. Và nếu mà nhà đầu tư bán lại các cái trái phiếu này cho nhà đầu tư cấp 2 thì nó sẽ sinh ra cái lãi suất thực nhận trái phiếu. Và lãi suất thực nhận trái phiếu này thì chính là cái nhà đầu tư cá nhân thì ạ. Đó, như là mình mua trái phiếu này thì mình sẽ nhận cái lãi suất này. Thì lãi suất thực nhận nó sẽ bằng cái lợi nhuận đầu tư nhân với số ngày nắm giữ chia cho số tiền đầu tư ban đầu nhân với 365 ngày. Đó. Thì cái lợi nhuận đầu tư này này nó tính như thế nào? Thì nó sẽ bằng tổng cái giá bán ấy. Tức là khi mình bán trái phiếu ấy cộng với cái coupon là cái trái tức đó trừ đi tổng giá đầu tư ban đầu, trừ đi phí giao dịch, trừ đi thuế thu nhập cá nhân thì bạn sẽ ra được cái lợi nhuận đầu tư. Thực ra cái tổng giá đầu tư ban đầu này lưu ý là nếu mà trong cái hợp đồng ấy, thì thường nó sẽ quy định là không bao gồm cái phí giao dịch mua đâu, nhưng mà chúng ta lên tính cái phí giao dịch mua vào đó thì để sẽ tính những cái lợi nhuận chính xác và tính ra cái lãi suất thực nhận trái phiếu chính xác hơn các bạn ạ. Về cái lãi suất tái đầu tư ấy, thì đây là cái lãi suất mà do nhà đầu tư thực hiện tái đầu tư cái trái tức của mình vào các kênh đầu tư như tiết kiệm ngân hàng hay quỹ đầu tư trái phiếu. Vì vậy mà nó sẽ rất là khác nhau giữa các cái cách thức mà nhà đầu tư thực hiện tái đầu tư đó. Thế thì mình sẽ so sánh cho các bạn các cái mức lãi suất là như sau. Lãi suất coupon cao nhất thì thường là 9 đến 11%, lãi suất thực nhận thì 8 đến 10%, và lãi suất tái đầu tư coupon thì khoảng 6 đến 8%. Như vậy là lãi suất coupon và lãi suất thực nhận nó khoảng chênh nhau khoảng độ 1%, 1 đến 1.5%. Thế thì bên Techcom Security họ sẽ hưởng khoảng độ margin của 1% và cái phí giao dịch các thứ. Đó, phí mua rồi phí bán rồi thuế. Đấy thì các bạn thì tính phí mua là 0,15 đúng không? Phí bán là 0,15 là 0.3 rồi. Thuế thu nhập cá nhân 0.1 là 0.4 rồi. Đó. Thì nó rơi tổng vào khoảng độ 1.4 1.5 đấy. Thì các bạn dễ hình dung là cái biên độ chênh lệch giữa 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 lãi suất coupon và lãi suất thực nhận nó như vậy. Đó. Tiếp theo thì chúng ta nếu mà là một nhà đầu tư cá nhân ý, thì chúng ta sẽ quan tâm đến lãi suất nào. Đó thì có hai cái loại lãi suất mà nhà đầu tư thực sự phải quan tâm, đó chính là lãi suất thực nhận và lãi suất tái đầu tư. Bạn hãy quên đi cái lãi suất coupon đi, bởi vì lãi suất coupon bạn không được hưởng đâu. Mặc dù nhìn nó rất cao đấy nhưng mà mình không được hưởng. Đúng không ạ? Có thể là tổ chức phái nó trao là 10% với 1%, nhưng đó mình có được hưởng đâu, mình phải tính là tính cái lãi suất thực nhận của mình như này. Mình nhận về tiền túi trên tài khoản của mình các bạn ạ. Đó. Và cái lãi suất tái đầu tư này thì mình phải tái đầu tư thì mới được nhận đó, còn không thì mình nhận được không như tài khoản của mình thôi. Như vậy thì mình sẽ phải quan tâm tới cái lãi suất thực nhận đúng không? Đó. Thế thì bây giờ nhá, mình sẽ review cho các bạn ba cái loại lãi suất trên cái ứng dụng TC Invest của Techcom Security để các bạn dễ hình dung nhất. Đây là một cái màn hình mà mình giao dịch trái phiếu đấy ạ. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên cái màn hình của Techcom Security. Thế thì đây là cái trái phiếu của Mansan này, các bạn có thể nhìn thấy này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ quan tâm đến lãi suất coupon ở đâu, đúng không? Đây các bạn sẽ phần vào cái phần xem thêm này. Đó, lãi suất coupon của trái phiếu nó nằm ở đây ạ. Đây, trái tức trái phiếu này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, mình bôi đậm nhé, các bạn nhìn thấy. Trái phiếu sẽ được hưởng lãi suất hai kỳ đầu tiên là 9.9% trên năm và các kỳ tiếp theo thì sẽ bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng với 3,9% một năm. Và cái lãi suất tham chiếu này sẽ bằng là gì? Bằng trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam của các ngân hàng công thương, ngoại thương, nông nghiệp BIDV khoảng 11 giờ sáng để xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó. Đó thì đây là lãi suất coupon của trái phiếu đó.
Đó. Để trả cho nhà đầu tư cấp 1. Đó, nếu nhà đầu tư cấp 1 không bán thì trả cho nhà đầu tư cấp 1. Bây giờ chúng ta sẽ xem đến lãi suất thực nhận là gì. Lãi suất thực nhận đấy ạ. Đó. Lãi suất thực nhận đây chính là 7.1% một năm. Đấy, chúng ta thấy nhìn có sự phân biệt đúng không ạ? Là lãi suất coupon là 9.9 và bây giờ mình có nhận có 7.1 thôi, không có sự chênh lệch. Và cái lãi suất thực nhận này là nó chính xác không? Đó thì các bạn sẽ phải dựa trên cái giả định như thế này. Bởi vì sao? Vì cái lãi suất này đang được Techcombank họ giả định thôi. Giả định là gì? Là cái lãi suất chưa tái đầu tư ấy sẽ tính trên cái lãi suất tham chiếu, và lãi suất tham chiếu đang tính khoảng 5.8% một năm là tại thời điểm bây giờ này. Chứ còn ví dụ như 6 tháng hay 12 tháng nữa thì chưa chắc lãi suất tham chiếu là 5.8, có thể tăng lên hoặc có thể giảm đi đúng không ạ? Thì cái lãi suất mà bạn được hưởng này cũng có thể tăng lên hoặc giảm đi. Và cái lãi suất táo được tái đầu tư ấy thì cũng đang tính dựa trên cái giả định là 5.8%. Bạn mới ra được cái này 7.1%, và 7.1% là chưa tái đầu tư thì các bạn nhìn này. Nếu mà đã tái đầu tư thì các bạn sẽ thấy nó khác ngay là 7.76% trên năm đúng không ạ? 7.76% trên năm thì các bạn lấy 9.9 trừ 7.76 thì nó sẽ rơi vào khoảng chênh khoảng độ 1.4 đúng không ạ? Đó, khoảng đấy. Đúng không ạ? Thế thì các bạn cũng dễ hình dung rồi đúng không? Là phần lãi suất mà mình được nhận thì nó đâu đó nó cũng phải chênh với Techcombank Security từ 1 đến 1.5%. Thế thì cách tính của nó như thế nào? Đó, cách tính của từng cái loại này như thế nào? Đúng không ạ? Thì cái này thực sự là phải tìm hiểu sâu thì nhà đầu tư mới hiểu rõ được. Và cần phải có những cái bảng tính ra Excel. Mình xem xét lại xem à cái lãi suất này có tính có chính xác hay không? Đúng không ạ? Chính xác không? Mình tính lại, bản thân mình cũng đã tính lại rồi. Đó, thì mình sẽ review cho các bạn tiếp. Đây, chúng ta xem nhá cái cách tính lãi suất thực nhận như thế nào này. Đó, các bạn nhìn thì cái lãi suất thực nhận ở ở cái file rồi đúng không? Ở trong cái phần mềm TC Invest rồi đúng không? Thì các cái tham số mà chúng ta cần phải chuẩn bị để tính này thì bao gồm lãi suất coupon này, lãi suất tham chiếu để tính trái tức này, tức là lãi suất bình quân của các ngân hàng đó, và lãi suất tham chiếu để tính lãi tái đầu tư này, tổng giá trị đầu tư ban đầu, phí giao dịch đó, thuế thu nhập cá nhân. Thế thì cái lợi nhuận này thì sẽ bằng là gì? Tổng giá trị bán trái phiếu nhận về cộng với cả lãi coupon trừ đi phí giao dịch đó, trừ đi thuế thu nhập cá nhân và trừ đi tổng số tiền đầu tư ban đầu. Tổng số tiền đầu tư thì sẽ bằng giá mua nhân với số lượng trái phiếu đầu tư, và cái lãi suất trái phiếu trên năm thì sẽ bằng lợi nhuận nhân với 365 chia cho tổng số tiền đầu tư nhân với số ngày đầu tư thực tế. Đó là cách tính lãi suất đầu tư thực nhận các bạn nhé. À, mình sẽ có một cái bảng tính rất chi tiết ở một cái video khác để mà cho các bạn xem, thì các bạn sẽ xem ở cuối cái video này thì sẽ thấy được cái video tiếp theo để các bạn xem. Vì thực sự là cái bảng tính này nó rất là phức tạp nên mình phải làm một cái video riêng để các bạn chú tâm hơn các bạn xem. Đó. À, vậy là mình vừa trình bày cho các bạn hiểu rõ về các cái loại lãi suất đầu tư trái phiếu tại Techcom Security. Và có lẽ thì các bạn đọc xong, hiểu xong cái video này thì các bạn cũng sẽ liên tưởng và hình dung tới các cái công ty chứng khoán khác họ cũng tính tương tự như vậy. Và có lẽ bây giờ sẽ là phần thảo luận để mà chúng ta trao đổi với nhau. Thì nếu mà các bạn muốn tham gia dòi sâu vào việc đầu tư trái phiếu tại Techcom Security thì bạn tham gia vào cái cộng đồng group này, cộng đồng nhà đầu tư Techcom Security trên Facebook nhé. Thứ hai là nếu mà nhà đầu tư chưa có tài khoản thì có thể mở tài khoản free theo link phía dưới phần mô tả và phần bình luận, có cái link đấy thì nhà đầu tư có thể mở luôn. Rất là dễ mở online tại nhà ở bất kỳ đâu có được. Internet là mở được. Tuy nhiên ở ở nước ngoài thì khó mở hơn. Đó thì cần phải, tại vì là nó liên quan đến số tài khoản ngân hàng và số điện thoại. Đó thì cái này nó sẽ hơi phức tạp một chút. Đó. Thứ ba nữa là nhập cái mã giới thiệu của mình là 105C041670
Nếu các bạn chưa có cái nhà tư vấn tài chính tại TCBS hỗ trợ thì có thể nhập thông tin này của mình để mình sẽ thực hiện chăm sóc và hỗ trợ cho các bạn qua các cái kênh online hoặc email hoặc chat. Đó. Ngoài ra thì mình cũng có làm rất là chi tiết 26 cái bài học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại blog tiền của tôi.vn nhé. Các bạn có thể vào đấy xem ngay cái trang chủ ấy là các bạn có thể đến đấy luôn rồi. Như vậy là mình cũng vừa chia sẻ xong với các bạn cách phân biệt ba cái loại lãi suất đầu tư trái phiếu tại Techcom Security. Mình hy vọng rằng thì các bạn sẽ hiểu rõ về ba cái loại lãi suất này và hãy quan tâm tới lãi suất thực nhận và lãi suất tái đầu tư các bạn nhé. Hãy quan tâm cái lãi suất đó và hãy để ý xem cái video sau này của mình để biết được cách tính lãi suất thực nhận như thế nào, có chính xác hay không. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy đăng ký kênh của mình để theo dõi nhiều hơn các cái video sau mình nói về đầu tư trái phiếu Techcom Security cũng như là các cái doanh nghiệp phát hành trái phiếu khác để các bạn có thể có những cái góc nhìn thực hiện tham gia đầu tư. Nhấn vào nút chuông nữa các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.